Tôi xin mời Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc Thanh Hóa. Kính chào quý thầy cô và các anh chị. Hôm nay em xin thay mặt cho khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc xin được báo cáo một ca bệnh. Bệnh nhân nam 6 tuổi ạ. Bệnh nhân nam 6 tuổi, 17 cân ạ, địa chỉ tại Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, vào viện ngày 12 tháng 6 năm 2022 ạ. Lý do vào viện là sốt cao liên tục và có cơn rét run, ho nhiều, ho khè. Về bệnh sử, bệnh nhân nam có tiền sử khỏe mạnh, trước nhập viện khoảng 1 tuần thì có biểu hiện sốt cao liên tục từng cơn, kèm ho có đờm, điều trị tại nhà theo đơn của phòng khám tư nhưng bệnh không đỡ. Gia đình đưa bệnh nhân vào viện trong tình trạng là sốt cao liên tục, vẫn có cơn rét run, ho nhiều, có đờm đặc, ho khè nhiều. Vào viện trong tình trạng trẻ tính, mệt nhiều, da niêm mạc hồng, sốt liên tục từng cơn, có cơn rét run, ho đờm, ho từng cơn. Phổi thì hai bên có gian nổ, gian ấm to như hạt, giảm thông khí thủy trên phổi phải. Nhịp thở ghi nhận lúc vào viện là 35-37 lần trên 1 phút, SpO2 thì 97%. Tim nhịp đều, mạch rõ, không nghe tiếng thổi, bệnh lý các cơ quan khác thì chưa thấy gì bất thường. Về cận lâm sàng thì chúng em có gửi lên hệ thống rồi ạ. Về chẩn đoán thì chúng em điều trị với chẩn đoán là viêm phổi thùy bằng Zinger Lactate. Xin lỗi thầy có nghe được không ạ? Nghe được đấy em. Dạ. Vâng, em xin được bày tiếp ạ. Bệnh nhân điều trị với Zinger Lactate mạch chậm 40 giọt một phút ạ. Xếp tyrosine 1 gram nhân 1 phần 2 lọ một lần cách 8 giờ ạ. Sulumiron 40 mg nhân 1 phần 2 lọ trên một lần cách 12 giờ. Và Fumicox 2,5 mg nhân 1 tiếp trên một lần chạy khí dung cách 8 giờ ạ. Với điều trị này thì bệnh nhân có hình ảnh chụp mà CT thì có nghi ngờ là u phổi, nên sau 3 ngày điều trị thì bệnh nhân có xin chuyển tuyến ạ. Thì chúng em xin được hỏi là với những bệnh nhân này thì chúng em chẩn đoán và điều trị như thế là đã hợp lý chưa ạ? Và với hình ảnh chụp mà CT như vậy thì có nghĩ đến u phổi không ạ? Em xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Mời tiến sĩ Lưu xem cho ý kiến về chẩn đoán hình ảnh ạ. Vâng, kính thưa thầy Hùng, kính thưa các thầy cô và các quý đồng nghiệp. Với hình ảnh lâm sàng như chị trình bày, vì hầu hết về bên chuyên khoa nhi các thầy cô, các bác sĩ bên khoa nhi thì thường chỉ chụp X-quang là dừng lại rồi. Và cái đặc điểm của cái đông đặc thùy phổi của trẻ em nó cũng tương đối khác với người lớn. Đặt ra câu hỏi là cái này có phải khối không, thì cái này thường nhìn quen, nhìn cái X-quang phổi của người đông đặc của người lớn nó khác với trẻ em. Viêm phổi thùy chủ yếu nó gặp ở người lớn đúng không? Trẻ em nó ít gặp. Đúng không? Thế thì tiếp theo tôi xin mời bác sĩ Liên ở khoa nhi ạ. Vâng ạ, em xin có một chút ý kiến về cái bệnh cảnh lâm sàng của bạn này, thì là nó rất là phù hợp với cái viêm phổi. Thứ nhất là bệnh nhân có một cái biểu hiện đáp ứng viêm, và bệnh nhân có cái tình trạng là
có cái tình trạng nhiễm trùng rất là rõ như trong các bạn ấy mô tả. Nếu mà chính xác thì là bệnh nhân có sốt cao, rét run, rồi là ho nhiều, có đờm. Ngoài ra thì cái biểu hiện viêm phổi cũng biểu hiện rất là rõ. Thứ nhất là bệnh nhân có thở nhanh, với trẻ 7 tuổi, trẻ 6 tuổi nhịp thở 35 lần một phút thì đấy là thở nhanh rồi ạ. Ngoài ra thì nghe phổi ở đây thì có ran nổ, ran ẩm và có giảm thông khí ở phổi phải. Nói chung là nếu mà trên cái bệnh cảnh lâm sàng này thì nó phù hợp với một cái viêm phổi trên lâm sàng ạ. Và cái chẩn đoán viêm phổi thùy thì theo em đưa ra nó cũng là phù hợp ạ. Thế thì cái này xin lỗi em xin bổ sung thêm một chút ý kiến ạ. Cái liệu cái này thì vừa nãy em xem cái hình ảnh trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính ngược này thì cái này thì chúng ta ít khi dùng tiêm thuốc cận quang ở trường hợp như thế này. Thế tuy nhiên nhìn sơ bộ đây thì nhìn kỹ lại thì nó có hạch cái dọc tới cái khí quản bên phải này đấy, thì có vài cái hạch to. Thì đối với trường hợp mà cái viêm phổi thùy mà hạch to ở trẻ em ấy thì nó có, nói chung là nó chắc chắn là viêm phổi thùy về mặt hình ảnh cũng như về lâm sàng. Tuy nhiên cái tác nhân cái viêm phổi thùy thì một trong những tác nhân phải loại trừ nó là cái lao sơ nhiễm. Lao sơ nhiễm thì nó có thể gây viêm phổi thùy, cái này khác với lại cái lao sau sơ nhiễm mà người lớn thì có khá nhiều hạch to dọc theo cái bờ phải khí quản. Lát nữa cô Liên có cho ý kiến thêm ạ, chị đấy. rồi, cô Liên gửi ý kiến như đúng không ạ? Em muốn hỏi thêm về cái tiền sử của bạn này. Thứ nhất là trong gia đình có ai mắc bệnh cảnh tương tự không, hay là trong lớp học của bạn ấy là có trẻ nào mắc cái bệnh cảnh tương tự không ạ? Thưa cô là ở trong gia đình thì không ai có bệnh tự ạ. Trong lớp học thì hiện vẫn chưa khai thác được ạ. Vâng ạ. Tức là cái ngày vào viện ở đây là 12 tháng 6 năm 2022, tức là có chính xác không ạ? Thưa cô là năm 23. Tức là Thưa cô cũng là năm mới thôi 23 đúng ạ. không ạ? Cách đây là tầm khoảng 1 tháng thôi đúng không ạ? Thì cho hỏi Vâng ạ. là về dịch tễ là ở bệnh viện mình là hiện nay là có nhiều các cháu có tình trạng viêm phổi thùy như thế này không ạ? Hiện tại thì ở khoa em thì có tiếp nhận cũng nhiều cháu có tình trạng viêm phổi thùy ạ. Vâng, thì về mặt dịch tễ mà nói ấy, thì cái căn nguyên hàng đầu gây cái viêm phổi cộng đồng như thế này ở trẻ trên 5 tuổi ấy, thì 50% tỷ lệ nó là do Mycoplasma pneumonia. Thì về bệnh cảnh lâm sàng thì bạn này cũng rất là phù hợp với cái viêm phổi do Myco. Tại vì là thứ nhất là cái bệnh cảnh của bạn ấy nó cũng khá là rầm rộ và nó cấp tính. Thứ hai là về mặt dịch tễ ở trong địa phương của mình ấy thì nó sẽ thường là gây ra những cái dịch nhỏ, tức là dịch nó không phải là quá lớn, tại vì là cái viêm phổi này nó thường gây ra thường tức là thường lây lan theo cái con đường giọt bắn, tức là nó sẽ gây vào cái gây ra những cái dịch nhỏ cũng trong là cái thời điểm hiện tại là cái thời tiết là nó cũng là phù hợp với mùa. Tiếp nữa là Mico thì thật ra thì khi mà gây viêm phổi thì cái viêm phổi thường gặp, cái biểu hiện lâm sàng à cái biểu hiện trên chẩn đoán hình ảnh thường gặp của nó là viêm phổi kẽ. Tuy nhiên là nó cũng có thể gây viêm phổi tập trung, và cái viêm phổi thùy như thế này là hiện nay là cái tổn thương thường gặp do Myco hay gặp ở ở bệnh viện Đại học Y cũng như là các bệnh viện khác hiện nay. Đấy, thì em nghĩ là cái này thì có lẽ là cái bệnh cảnh lâm sàng với chẩn đoán hình ảnh thì nó sẽ phù hợp với cả Myco hơn là lao. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liên. Vâng ạ. Nhưng mà tôi xin hỏi tí là các bạn điều trị này thì hiện nay tình trạng nó cải thiện không? Bệnh nhân đang điều trị ngày thứ ba thì có chuyển bệnh viện nhi ạ, thì trong tình trạng là trẻ vẫn khớp ạ. À, ra chuyển lên bệnh viện Nhi rồi, không còn đúng không? Ok, thế thì các bạn cứ theo dõi tiếp tục xem nó diễn biến thế nào để mình rút kinh nghiệm nhé. À, các Dạ, bạn có hỏi gì nữa không ạ? bệnh viện Nhi Trung ương rồi ạ. Em xin góp ý một chút về cái phần điều trị ạ. Vâng. Về cái phần điều trị của mình, thứ nhất là mình theo dịch tễ, 50% căn nguyên gây viêm phổi mắc phải tại cộng đồng là do Myco và các căn nguyên vi khuẩn không điển hình. Cho nên là với những cái trẻ lớn như thế này khi mà nhập viện ấy, trong trường hợp mà mình không có những cái xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán hoặc là không có xét nghiệm sinh học phân tử để mình tìm căn nguyên ấy, thì thật ra mình hoàn toàn có thể điều trị theo kinh nghiệm. Thì thật ra là bạn này thì nên được kết hợp với cả nhóm macrolide
là Zithromax hoặc là Classic. Đấy, thì mình nên kết hợp kháng sinh như vậy. Và nếu mà trong vòng mình đã đánh giá đáp ứng liên tục trong vòng 24 đến à trong vòng 48 đến 72 tiếng, nếu mà các bạn ấy không đáp ứng thì mình có thể đổi kháng sinh trước khi chuyển viện cho các bạn ấy ạ. Và thứ hai là cái thuốc dùng kèm ở đây là Solumedrol cho cái viêm phổi mắc phải cộng đồng. Với cái lâm sàng như bạn này thì có thể là mình chưa cần thiết phải dùng đến Solumedrol, tại vì Solumedrol thì mình sẽ chỉ định với các bệnh nhân mà bị viêm phổi, tức là thường là chỉ định trong các trường hợp mà bệnh nhân có kết hợp với cả cơn hen phế quản, và cơn hen phế quản thì cũng phải mức độ nặng thì mình cũng mới dùng đến Solumedrol ạ. Em xin hết ạ. Rồi. Cảm ơn bác sĩ Cô Liên. Liên có một bạn nhắn nên hỏi về cái bạch cầu máu của bệnh nhân này. Vâng ạ, cái bạch cầu máu của bạn này thì tăng không rõ ràng. Cái này nó cũng phù hợp với cả cái lâm sàng của cái viêm phổi không điển hình ạ. Viêm phổi không điển hình thì thường là tại vì nó là vi khuẩn nội bào, cho nên nó sẽ không có gây cái tăng bạch cầu mạnh như là các nhóm vi khuẩn thông thường khác. Và ngoài ra thì ở đây em không thấy có CRP, nhưng mà nói chung là cái xét nghiệm này thì nó cũng phù hợp với cái căn nguyên vi khuẩn không điển hình ạ. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Ok, thì cảm ơn cô Liên và tiến sĩ Lưu. Bây giờ mình chuyển sang